trị bệnh á. À Đàn bà mà có huyết trắng cũng hết rồi đó. à, Hay lắm. rồi làm sao để mình trị bệnh được ra? Mình nóng nhiệt thì mình uống nước sống. Hai cái lá này ha, để nấu với Củ. nước hả? Củ ở dưới á. Củ hả? Cái củ À tôi làm ra củ, bột. à củ bột huyền ha. Dạ cái cây nó lá nó đẹp quá anh. Cái này là lá non hay là sao anh, hay là già nó cũng màu này luôn? Lá non nè, lá già nó À sậm hơn. à, có cây củ ở bên dưới anh ta đào lên ha anh. Cái này là cây của núi người ta tự nó mọc hay là mình trồng được? Trồng cũng được nhưng mà Dạ. người ta trồng là nhiều, mọc thì không có nhiều. Củ nó to không anh? Củ cũng bự à, bự hơn quả trứng mà nó À, màu màu gì, màu vàng hay là như củ khoai tây vậy đó, à giống củ khoai củ tây khoai ha. tây giá tiền vậy Dạ. Giờ bữa nay đi núi biết được thêm cây thuốc nữa, cây bột huyền.